Vậy hả? Tắt luôn ánh sáng nữa. Một hồi nữa. Quý vị nhìn thấy ánh sáng không có gì hay đâu. Nó, ánh sáng nó là một cái màu nó cao hơn 7 cái màu dưới. Tại khi 7 cái màu dưới mà nó hòa nhập lại một thì nó biến thành ánh sáng. Thì cái ánh sáng nó là cái màu của cái vân sa thứ 8 ở trên này. Đó. Nó cao hơn chút. Vậy. Rồi. Là còn là chưa hết. Đó thì chỉ những vị sơ sơ đó, con đường trở về chân như vị chân như nó là tánh không, nó là chân không, nó là yên lặng, nó là vô diêu động. Quý vị nhớ được cái chữ vô diêu động không biết nghĩa đó. Mình nhìn thấy ánh sáng chớp 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 rồi chính giữa màu đen xung quanh màu đỏ rồi chạy vòng như vậy rồi vân vân. Khi mà quý vị mà tắt hết đó, thì từ từ quý vị sẽ, chúng ta sẽ viết trong quyển Dòng đường vô tận đó, nói nhiều về những cái vấn đề siêu hình. Thì một hồi đó mình chú ở đây đó, giống như Anna Luật đó, thì cái vòng ánh sáng, cái chùm lông ánh sáng nó quay như này, nó quay cái kiểu là spiral đó, xoáy nó xoáy như vậy này. Thì cái vòng xoáy đó, đó là chiều quay của cái vân sa của mình, cái chakra của mình. Quay cái spiral, quý vị, cái vòng xoáy nó quay từ nhỏ ra dần vậy. Thì nó quay thì nó sẽ tỏa ánh sáng ra. Rồi, câu hỏi chót. Ok. Dạ, yeah, thì cái khi mà cô chấp tay đó thì cái gọi là energy circuit của cô nó đóng lại, nó chạy. Cái người cô, cái điện của người cô nó chạy mạnh đó. Thì cô có chấp tay lại như vậy đó thì cái nguồn điện nó chạy thông với nhau hết. Và cô nhả ra thì nó bị cắt. Cái chấp lại. Cái chấp tay là một cái ấn. Thì giữa hai bàn tay của mình nó có hai cái vân sa nhỏ đây, một cái gì? Hai cái đây. Thì khi mình chấp tay lại đó, thì khí lực nó chạy. Chạy từ cái tay này chạy sang tay kia mà nó đánh thành một cái vòng tròn, cái loop. Thì khí lực nó không thoát ra ngoài thì nó đập. Thì lúc đó cái lực nó thay nó thoát ra ngoài thì nó chạy một vòng của người cô, thì càng ngày cô sẽ thấy nó mạnh lên. Rồi coi như bài giảng tới đây là tạm ngưng, nhưng trước khi chấm dứt tôi muốn nói thêm đồ lần một xíu. Rồi sau này là hết rồi phải không, cho nên là nói thêm chút xíu. Này nói ra ngoài này chút xíu. Hồi sáng này tôi có kêu gọi quý vị phải không, kêu gọi quý vị nhờ quý vị phát tâm chân như để cứu giúp chùa Tịnh Luật, để cho chùa Tịnh Luật có sớm được cái chánh điện. Vì chánh điện xây bao lâu rồi hả? Xây bao lâu quý vị? 3 năm rồi hả? Lâu hả? Lâu dữ ha. Lâu quá. Thì bây giờ Thầy Thiện Chí cho hay đó là có tượng Phật rồi, nhưng mà không có đem về được. Tại vì phải để tượng Phật, phải xây cái ceiling, tức là xây cái trần rồi mới để tượng Phật đem vô để tượng Phật được. Đó. Thì tôi nói như vậy để tôi ráng uốn hai tấc lưỡi thôi để kêu gọi quý vị giúp cho Thầy. Giúp đây là quý vị, thời nay là thời kinh tế khủng hoảng, suy sụp, cho nên quý vị không có bắt buộc phải nghĩ tới cúng dường gì hết đó. Người nào có tiền để trong nhà băng thì nó cho quý vị lời bao nhiêu? 20% không? 1% thôi. Mấy? 1%, ok, 1%. Anh này nhà băng dở quá. Quý vị nào nhà băng khá hơn? Ai có nhà băng khá hơn? 2%, giống nhau hết. Thì nếu quý vị để nhà băng có 1% như vậy đó, thì quý vị nên cho Thầy Thiện Chí vay
mà cũng chỉ lấy 1% thôi, chứ không phải cho thầy vay lấy thầy sơ sơ 2-3% thôi. Cho nhà băng vay bao nhiêu thì cho thầy vay bấy nhiêu. Thì trước hết là quý vị làm phước tại để nhà băng á, quý vị biết nó lấy tiền của mình làm gì không? Nó đi invest, nó làm chuyện khác, rồi nó làm bể như là cái gì đó. Không phải, mới đây là Freddie May với lại Fannie Mae, họ làm bay hết. Thế là tiền quý vị sẽ tan biến trong hư không. Mà đúng là hoa sure. Nghe này, thì giờ được cái là nếu quý vị không có phải không nghe thầy nói cái đem hết mấy trăm ngàn của thầy đưa cho thầy địa chỉ vậy đó. Thầy chỉ siêu giờ thay vậy thầy chỉ có thay vì quý vị giúp cho thầy cho thầy vay cái lời hoặc là lấy lời bằng nhà băng để cho thầy làm sao cho xây được cái ceiling, sau đó là quý vị giúp tôi giúp cho thầy coi là trùng. Thì tôi nói hồi sáng như vậy đó, mà tôi tưởng nói chơi thôi, tưởng nói là quý vị nghe chơi chơi vui thôi. Ai về hồi nãy tôi vào gặp thầy Định Trí, thầy nói trời ơi, không biết thầy nói gì mà có Phật tử vô làm liền. Wow, trời thiệt hả? Tôi nói trời, Phật tử gì nhắn vậy? Thầy nói có người vào cho thầy vay liền 20 ngàn. Mà đây không có nói tên, thầy có nói nhưng mà nói tôi biết. Thì tôi không ngờ hồi sáng nó dẫn chơi thôi mà có Phật tử nó làm thiệt. Thì tôi xin tùy hỷ của đức Phật tử đó. Còn những Phật tử khác, quý vị có đi ăn phở chúng ta không? Có. Hay là ăn phở ngon ở Belgium? Ở đây có tiệm phở không? Tô phở bao nhiêu tiền? 5 đồng 25 hả? Ok, tô phở 5 đồng 25, tiệm nó mắc quá. Tôi biết có tiệm có 3 đồng thôi. Quan Niên bán bao nhiêu? Quan Niên tiệm chay như thế này tô phở bao nhiêu? Tô phở Quan Niên rẻ hơn có 7 đồng thôi. Phở chay 7 đồng. Thì giờ đó, thầy Tịnh Trí có làm sổ số mà chỉ có 5 đồng. Quý vị bớt ăn tô phở qua phở Quan Niên tới 7 đồng rồi. Thì quý vị 7 đồng rưỡi. Dạ. Thì vé số xin quý vị bớt ăn tô phở Kim Sơn hay là Quan Niên hay là gì đó, hay là món nào nó đủ 5 đồng thôi, mua tấm vé số để giúp cho vé số gì đấy, vé số gây quý hoàn thành chánh niệm chủ tịnh luật để giúp cho thầy Tịnh Trí. Mà nhiều khi quý vị số hên hay là có phước 70 đời đó thì chúng lô độc đắc. Thì lô độc đắc này chỉ có một chiếc xe BMW thôi, 4 cửa V6. Trời ơi, cô đừng có dơ ra tí nữa, thầy tới thầy xin rồi. Tôi hơi ngạc nhiên là tại sao lại ở đây lại BMW. Tại vì cái xe này rất là thể thao, sport. Tại xưa nay tôi nghe các chùa mỗi lần bán cái số là cho toàn là xe Camry, Toyota không à, đúng không? Nhưng mà chắc từ hồi Toyota nó bể ổ đó, tháng nó chạy cũng được ha. Cho nên thầy Tịnh Trí phải tăng lên một cấp. Quý vị thấy BMW mắc hơn Camry không? Còn hơn ha. Vậy mà thầy Tịnh Trí xài sang thì không? Thầy cũng ớn rồi. Nó không được Camry thì tôi nghĩ là chắc Honda cũng được, Honda Accord cũng được. Mà thầy xài chơi liền BMW. Cho nên quý vị chỉ có tốn 5 đô thôi, bỏ bụng không ăn tô phở mà nhiều khi xách về chiếc BMW. Tiếng Đức nó gọi là BMW. Thì tiếng Đức chữ BM, chữ W của mình nó gọi là V, BMW. Thì mấy người Việt Nam gọi là bế em về, bế đây là bế nguyên chiếc xe về đó. Đó, thì đây lần nữa, thằng Chí Siêu lại làm salesman nữa. Làm salesman không khá rồi. Thì đó, nhờ quý vị phát tâm nhịp tô phở để mà nhiều khi
trúng số độc đắc, mình không biết. Còn nếu không trúng thì được phước. Ở đây là thêm vô đó, thời nay quý vị có thấy là thời nay có cái gì nó thay đổi ở trên thế giới này không? Thiên tài. Thiên tài. Okay. Quý vị có xem phim 2012 chưa? 2012. Xem rồi không? Mấy cô trẻ trẻ gặp đầu nhờ. Mấy người già chưa xem. Thì quý vị có biết là càng ngày càng nay đó, người ta chuẩn bị đa số đó là người ta chuẩn bị tại cái lịch của cái dân Maya đó, nó chấm dứt ngày 21 tháng 12 năm 2012, tức là còn 2 năm nữa. Thì cái phim 2012 đó là khoa học giả tưởng, nhưng mà nó cũng dựa theo một chút xíu của cái lịch Maya. Người Maya là cái dân cổ giống như dân Ai Cập thời xưa đó. Thì dân Maya và dân Ai Cập là cái giống dân xưa, gọi là con cháu của giống dân Atlantis, tức là giống dân của Đại Tây Dương đó, gọi là Châu Đại Dương đó. Thì lần nữa trong cái quyển sách mà ở đây không còn nữa, mà xin cứu độ mẹ đất đó, tôi viết đó, thì trong đó, đó là cách đây hơn 12.000 năm đó, thì ở chính giữa cái biển Đại Tây Dương bây giờ đó, là Atlantic Ocean đó, hồi xưa nó là cái Châu Đại Dương đó, gọi là Atlantis. Thì cái châu đó con người ta rất là thông minh, nhưng mà từ từ đó họ chế ra những cái vũ khí kinh khủng như là thời nay vậy đó. Thời nay chúng ta trên trái đất này đó đã chế ra cái bom gọi là nuclear bomb, không phải là atomic bomb nữa mà là nuclear, tức là bom hạt nhân. Nó mạnh gấp mấy lần bom điện tử, và chỉ cần mỗi nước bấm một cái thì bấm một nút thôi, mỗi nước bấm một nút thôi, trái đất này sẽ nổ tung liền, hiểu không? Cho nên nó không phải cần phải chờ tới 2012. Mình đang sống trên một cái bình ga bất cứ có thể lúc nào cũng nổ được hết. Cho nên đó, ngày nào mình còn sống ở đây đó, thì mình nên cố gắng lợi dụng thời gian và còn chút tiền thì cố gắng làm phước. Nếu 2012 nó xảy ra thiệt thì mình đã có phước rồi. Còn từ đây đến 2022 không xảy ra đó, thì lúc đó tới xin tiền thầy định trí xin trả lại cho con tiền để con làm ăn. Thì từ đây đến đó là mình cũng có được phước, mà nếu mà lỡ mà chết thì lại càng phước hơn nữa. Tại sao? Mình để tiền nhà băng thì quý vị được tiền lời, nhưng mà tiền lời nó chỉ có ích lợi trong kiếp sống con người, mà quý vị giúp cho thầy định trí thì mình cái phước đó, cái lời đó là tính lời với lại cái nghiệp quả, nó cho là cái phước của mình. Em mời quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chùa Tịnh Luật, Houston, Texas. Buổi giảng hôm nay là buổi giảng thứ năm và cũng là buổi giảng chót về Đại Thừa Khởi Tín Luật. Năm buổi giảng thì hôm nay là chúng ta sẽ đi hết cái bộ Đại Thừa Khởi Tín Luật. Qua chúng ta đang ở trong cái chương gọi là chương thứ tư, tên nó là Tín Tâm Tu Hành. Thì chương đó là nó gồm có 6 phần. 6 phần. Thì hôm qua chúng ta đã học được 4 phần rồi. Tức là học 4 món tín tâm. Tức là trước hết mình là tin tâm bảo Phật Pháp Tăng, cộng thêm một cái thứ tư đó, đó là tin mình có cái tánh chân như. Điều thứ hai là 5 món tu hành. Điều thứ ba là nói về ma chướng.
Thì cái năm món tu hành nó thật ra nó là lục độ ba la mật. Nhưng mà trong này Ngài Bá Minh gom hai cái sau cùng, tức là thiền định và trí huệ, thành một, tức là trí quán. Vì đúng không? Cho nên gọi là năm món tu hành. Thì quý vị thấy rằng Ngài nói chân như, nói Phật tánh, nói chân tâm vân vân. Nhưng mà khi đụng đến việc tu hành thì sao? Cũng chính là tu Bồ Tát Đạo, lục độ ba la mật, không có thoát khỏi cái này. Và kế tiếp là các loại ma chướng. Thì ma chướng là gì? Tại vì khi mình tu thiền định, mình đi sâu vào cái chân tâm của mình đó, thì mình bị ngũ uẩn này nó che lấp, nó cản mình. Nó cản bằng cách nào? Nó hiện ra đủ thứ hình dáng để mà nó cản mình. Điều thứ tư là 10 điều lợi ích tu thiền. Thì vì nghe ma chướng cho nên nhiều người sợ tu thiền. Với tu thiền không khéo tẩu hỏa nhập ma thành điên. Thường thường tẩu hỏa nhập ma điên là quý vị tu quá nhiều và tu chấp ngã và tu vọng cầu, tu thiền và có cái tâm mong cầu, tu thiền để được cái này, để được cái kia, để chứng cái này, chứng cái kia thì mới bị điên mà thôi. Còn tu thiền mà với cái tâm thanh tịnh, chỉ cầu mong trở về cái tâm chân như, mà tâm chân như chúng ta đã học đó, nó không có hình tướng. Tối hôm qua quý vị nghe đó, người ta phát biểu người thì thấy màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu tím, màu đủ thứ màu. Tất cả những cái đó là hình sắc. Một là âm thanh, hình sắc, mùi vị. Ngồi thiền một hồi thấy người mình tỏa ra hương thơm, channel number 5. Không cần phải mua, đã quá ngồi thiền tiếp là dính mắc rồi. Ngồi thiền một hồi rồi thấy nghe chư thiên tới khảy nhạc, hay quá, ngồi thiền tiếp để nghe chư thiên là dính mắc. Ngồi thiền một hồi cảm thấy là hình như là mình bay tới cảnh giới này, cảnh giới nọ để nghe chư Phật thuyết pháp, rồi thấy cái này thấy cái kia là gì? Là lại dính vô cảnh giới ma rồi. Thì nói đối trị chấp sai lầm đó là cái phần B đó, là chấp Như Lai tạng có hình tướng sai khác và có những cái đủ loại hình sắc, âm thanh, tất cả cái gì mà quý vị nhìn thấy đó, nhớ dùng trong khi Kim Cang nói nhất thiết hữu vi tướng giai thị hư vọng, tất cả những cái gì có hình tướng đều là hư vọng hết. Đó chỉ là cái sự biến hiện của vô minh mà ra. Ban đầu nó vắng lặng, nó yên lặng, nó không có gì hết. Đùng một cái khởi một cái niệm vô minh. Tôi có lấy thí dụ ngoài mình ngủ mơ đó, đang nằm không thấy gì hết cái ngủ mơ. Khi mơ xong á, rơi vào giấc mơ rồi thì thấy đầy đủ hết. Thấy cha, mẹ, anh em, vợ, chồng, con cái, nhà, cửa, Việt Nam, Sài Gòn, Thủ Đức, Hà Nội, Huế, Ban Mê Thuột, khu Playme, Công Tung, tùm lum hết đó. Thì tất cả những cái thấy đó đều là nằm trong giấc mơ. Mà giấc mơ là gì? Là vì tâm bất giác quên mất rồi tự nó vẽ lấy. Trên hôm qua làm cho quý vị thở chừng vài giây để coi nó làm sao. Thì người được im lặng, thì khi im lặng thì tâm nó bắt đầu nhìn thấy hình sắc. Thì quý vị phải rời bỏ những hình sắc đó ra, nhả nó ra, nhả nó, nhả nó, kệ nó. Quý vị ngồi một hồi thì cái màu đó nó sẽ biến thành màu khác, biến thành màu khác, rồi từ từ nó tàn phai, nó fade away, đi chỗ khác chơi. Chỉ khi nào mà tâm mình hoàn toàn vắng lặng, lúc đó đó quý vị mới thấy được vết chân trâu, vết chân của con trâu. Cái đó quý vị làm được. Tắt cái máy đi, tắt cái máy nói trong đầu đi, mình cũng nghe quen. Ở đây quý vị thấy khi mình ngồi ăn, quý thầy bật nhạc, quý vị nghe, tôi ngồi tôi cảm tưởng như mình đang ngồi trong nhà hàng Kim Sơn hay là nhà hàng nào nó vừa ăn vừa có nhạc đệm nhẹ nhàng, thì cái tâm mình nó mới dịu. Còn nếu không có nó lại nghĩ bậy. Cho nên con người quá động mà khi yên lặng chịu không nổi, phải bật nhạc lên, phải bật radio lên, phải bật tivi lên, phải cầm điện thoại lên nói. Tiếng Anh nó gọi là chatting mind đó. Chat 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 nói lên. Không ai nó mở internet lên chat trên đó. Chat chat rồi hẹn nhau về Việt Nam
lấy chồng lấy vợ, thí dụ vậy. Cái tâm nó không có ngừng được, không không yên được. Thì tất cả những cái chatting mind, những cái tâm nó nói hoài đó, nó làm gì? Nó chỉ có một cái function thôi. Nó giữ mình trong cái matrix này. Cái matrix không? Ai biết matrix? Có ai biết matrix không? Phim Matrix lâu đời lắm rồi, từ ngàn xưa rồi. Ở cung thành Ca Tỳ La Vệ. Tất tật là... Thì cái mà nó ràng buộc mình trong cái cõi này đó, không ai khác, chính là cái tâm vọng động. Nó cứ nói hoài và nó dẫn mình đi trong cái thế giới này. Nó ràng buộc mình trong này, chính mình đó là kẻ thù thứ nhất của mình. Nó là như vậy, không có ai hại mình hết đâu. Đó là trở lại 10 điều lợi ích tu thiền. Mình nghe nói tu thiền ghê lắm, coi chừng điên, không khéo gì. Quý vị, đầu tiên cái đầu tiên hết, tu bất cứ pháp môn nào phải diệt trừ cái ngã, phải giữ tâm thanh tịnh, không mong cầu, không móng cầu, không vọng cầu, đừng cầu cái gì hết, chỉ cầu một cái thôi, giác ngộ giải thoát. Và muốn được cái đó thì cầu một cái là tâm đừng vọng động, tâm đừng vọng cầu, chỉ cố gắng làm sao cho nó yên lặng, vắng lặng, trở về cái sự yên lặng ngàn thu. Mà khi yên lặng ngàn thu đó chỉ là vết chân châu thôi, chỉ là bóng dáng của chân như thôi, chứ chưa phải là chân như. Quý vị học thấy đó, phải bắt đầu từ thập địa trở lên đó, mới thấy được chân như và mới đi vào chân như được. Còn thập tín và tam hiền vẫn còn ráng tu hành như mình rồi đó, ráng tích tụ phước huệ, tích tụ phước huệ. Quý vị tới chùa để làm cái gì? Để tích tụ, để tu, tích tụ phước và huệ. Tới chùa, chùa là một cái nơi để mà mình tới. Buồn quá vô chùa cho nó vui. Nghe thầy giảng nói giống như là mấy ca sĩ vậy đó. Thầy giảng dở quá, thầy ca dùng đi, thầy ca hay hơn, thí dụ vậy. Đó là mình đi vô chùa mua vui. Chùa là cái nơi mình tới để mình tích tụ phước huệ. Quý vị đang ngồi đây nghe thầy giảng, đó là gì? Tới để tích tụ phước huệ, nghe pháp để khai triển chi huệ. Quý vị tới chùa để rửa chén sau bữa cơm, để hút bụi, lên lau tượng Phật, quét lá đà. Có không? Có lá đà đầy như lá tre, lá trúc gì đó. Tức là tới để làm những cái hạnh đó, để tích tụ phước. Chứ còn mình tới chùa, mình tới chùa để làm cái gì cho mình đó, thì cái sự tới chùa đó nó vẫn là vị kỷ và vị ngã. Vị tới đây nghe pháp là tu huệ, tới chùa để bố thí, cúng dường, sám hối, đảnh lễ, như là giúp đỡ mọi người, giúp đỡ tam bảo, đó là tu phước. Và trong vấn đề tu phước huệ tới chùa, nên những cái điều này mình cần phải nhớ tới nhớ lui. Thí dụ những cái chùa mà nó quá đẹp, quá xa, quá đẹp, xong xuôi hết rồi, chùa giàu đấy, gọi là tạm gọi chùa giàu đấy, thì là cái nơi mà mình tới, mình có thể lắng tâm. Mình có thể tới những cái chùa có tượng Quan Âm thì là to để mình đi nhiễu, hoặc là những cái chùa thanh tịnh để mình ngồi thiền. Nhưng mình vẫn có thể cùng lúc sau đó tới những cái chùa nghèo để mình cúng dường bố thí, một cái nơi kia để mình tu huệ thanh tịnh lắng tâm. Tới những cái chùa như cái chợ ấy, thì mình làm phước, làm kiểu khác. Và chùa đó, đầu tiên cái chùa nó là ngôi tam bảo, có Phật Pháp Tăng, là cái nơi để mình tích tụ và tu phước và huệ. Chứ mình không tới cái chùa để ký giao kèo, tôi trung thành, hứa trung thành với cái chùa này chừng 10 năm, sau đó xong rồi tôi đi sang chùa khác ký giao kèo 5 năm. Trung thành, quý vị chỉ có trung thành với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, không trung thành với bất cứ một thầy nào hết. Tại mấy thầy vô thường. Hôm nay quý vị thấy thầy Chí Siêu giảng hay vậy, mai ông tự nhiên mắc dây, ông nói bậy bạ, ông nghe tới, không nghe nữa, sách đem đốt đi hết, không sao. Khi nào ông thầy đóng giảng đúng chánh pháp mình nghe, giảng không đúng chánh pháp nữa không nghe. Mà trời ơi,
tôi lỡ quy y với thầy đó rồi, là đệ tử thầy đó rồi, đi chùa thầy 20 năm rồi, bây giờ thấy khùng quá, làm sao giờ? Mình cũng khùng luôn với thầy, trung thành với thầy khùng luôn, thầy trò khùng hết với nhau. Trung thành, đúng không? Thả trung thành. Các vị thấy thích trung thành vậy không? Đức Phật không bao giờ bắt mình phải làm nữa. Quý vị trung thành với ngôi Tam Bảo. Thấy chùa mình tới là cái nơi để mình tích tụ phước. Chùa này cần phước, cần tiền, cần công quả. Mình không có tiền thì mình giúp cái công lao của mình, gọi là công quả, lấy công làm phước. Còn nếu mình không có thì giờ thì lấy tiền cúng dường bố thí. Giúp xong cái chùa đó rồi, thấy cái chùa đó lên rồi, bắt đầu đi vững được rồi, mình goodbye, đi làm chuyện khác. Nhưng mà nếu chùa đó tổ chức tu học, mình tới tu học. Mình tới tu học không phải gì? Không phải vì ông thầy đó. Mình tới tu học cho ai? Cho mình. Cho nên đừng có làm cái gì nó có tính cách cá nhân. Mình cúng dường cái một cái chùa không phải là vì ông thầy đó, mà vì Tam Bảo muốn hộ đạo. Mình là cư sĩ hộ đạo. Chứ không phải vì mình không ưa ông thầy, ghét ông thầy, có personal issue với ông thầy mà mình không tới chùa đó nữa. Giống như có người nói thầy Chí Siêu giảng hay lắm mà con không ưa thầy Tịnh Trí. Sorry thầy, thôi sorry thầy, con không tới nghe thầy được tại con ưa thầy Tịnh Trí. It's up to you. You are the master of your life, không phải thầy. Quý vị hiểu không? Nên thầy nhắn nhở quý vị không cần trung thành với ông thầy nào, chùa nào hết. Quý vị trung thành với Tam Bảo. Vì sao? Vì trung thành với Tam Bảo là cái cơ hội để cho mình tu phước và tu huệ. Để làm gì? Ai lợi? Mình lợi, mình giác ngộ và giải thoát. Cho nên khi tới với Tam Bảo, tới với chùa chiền, đừng có tránh cái vấn đề personal. Không có personal. Khi thích thầy quá, thầy đon đả, vồn vã, nồng hậu với mình, ký cái sách 100 ngàn. Tháng sau bắt đầu thầy trò có chuyện, là bể ổ. Thường thường nó như vậy. Có. Rồi. Đừng sợ tu thiền. Tu thiền, trước hết, tâm lắng, thanh tịnh, thì từ từ mình sẽ trở về tới chân như. Con đường thành Phật nó là nhiều chặng, chứ không phải là nó chỉ giới hạn trong vài pháp môn. Con người ta hay dính mắc vào pháp môn đó, tức là dính mắc vào cái hình thức pháp môn gì, pháp môn gì hay, pháp môn gì hay, thiền hay không, tịch độ hay không, mật tông hay không, cái gì hay, cái gì giác ngộ giải thoát. Con đường giải thoát giác ngộ đó, nó dài sơ sơ 303 a tăng kỳ kiếp, nó có nhiều cái yếu tố ở trong đó. Trước hết là chân như. Mình phải biết mình có Phật tánh, mình có cái tánh chân như đó, tìm đường trở về cái đó thì mới thành Phật được. Tại sao mình cần phải về Cực Lạc? Tí nữa mình sẽ nói lý do tại sao cần phải Cực Lạc, cũng chỉ vì muốn tìm về chân như. Trước hết, yếu tố đầu tiên là biết mình có Phật tánh, tu hành để khôi cái Phật tánh nó ra, để nó hiện lộ ra. Thứ nhất. Thứ hai, trở về chân như càng nhiều thì cái tánh thiện ấy bộc lộ ra bằng cách hành Bồ Tát Đạo, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 6 ba la mật. Trên mình không thể tu một pháp môn mà bỏ lục độ được, trừ khi mình tu theo thanh văn, tức là vô rừng ngồi thiền, diệt trừ cái tham sân si thôi, đủ rồi. Còn nếu mình cứ phát nguyện thành Phật á, Bồ Đề Tâm, thì quý vị sẽ thấy nó có ít nhất 3 yếu tố. Phải hiểu được chân như, trở về chân như, cố gắng trở về chân như. Tức là sao? Mỗi ngày lắng tâm ngồi thiền 5 phút để nhìn nó. Lắng tâm 5 phút thôi, tắt cái máy nói chuyện rì rào trong tâm, tắt 5 phút thôi. 5 phút quý vị không có tẩu hỏa nhập ma được. Những người tẩu hỏa nhập ma là một ngày tu thiền 8 tiếng mà mỗi lần ngồi vô cái là bay dù dù, thì cái đó mới cẩn thận, tới nói coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Còn mình ngồi xuống mà đầu nó nghĩ lung tung á, là quý vị khoảng chừng cả chục ngàn a tăng kỳ kiếp mới tẩu hỏa nhập ma được. Đừng có sợ tẩu hỏa nhập ma. Ngồi 5 phút, 10 phút, tắt máy đi.
Tắt máy ở đây là tắt radio và tắt tivi. Không nghe thấy gì hết mà không nhìn thấy gì hết. Quý vị biết hình ban khỉ không? Khỉ cho người ông che tai, che mắt, tức là che miệng, không có nói, ngồi không phải cần đi nó nói người đâu nha, mình ngồi một mình nói. Quý vị có biết những người mà người ta đi một, quý vị có gặp những người ta đi ngoài đường mà người ta nói mình không, nói lung tung mình á, thì quý vị thấy mấy người đó có mát không? Mát không? Người ta nói ra tiếng, mình thấy ta mát, còn mình nói không ra tiếng. Mình nói trong này nè, nay đi đâu ha, làm gì ha, lâu quá không phone cho bạn này, không hỏi thăm bạn. Mình nói trong đầu thì mình cũng loại mát, mà mình không biết. Người ta nói ra miệng thì người ta mát, mình nói trong đầu mình nói hồng, tôi không mát. Mình cũng loại mát luôn, mà mình không hay. Tắt tiếng, không có cho nó nói nữa. Tắt lỗ tai, không cho nó nghe gì hết. Nghe gì, nghe chuyện thị phi. Lâu quá không gặp bà có chuyện gì kể tôi nghe không? Yeah. Rồi nhìn, ai nhìn, có gì, nhìn. Nhìn mọi người, bà này tướng có bộ không được, ông kia có bộ khá hơn, nhìn, tắt hết. Và khi tắt hết rồi đó, thì quý vị biết cái gì nó làm gì không? Cái máy nó chiếu lại cho mình nghe. Khi mình ngồi thiền á, thì cái máy thâu đó, máy video của mấy cái anh này đang thâu thầy nè, nó chiếu lại cho mình thấy. Những chuyện mà mình nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, sờ thấy từ ngàn xưa ở nơi cung thành Ca Tỳ La Vệ, nó chiếu lại cho mình. Cái gì chiếu? Nó chiếu từ máy A Lại Gia Thức, nó chiếu lại cho mình coi. Rồi là mình lại coi nó nữa. Rồi mình lại tắt, rồi mình lại thâu vô, rồi mình lại chiếu ra, thâu vô chiếu ra cho mình coi. Và cứ thế mình entertain mình trong cái cõi ta bà sinh tử luân hồi này mà không có ngày ra được. Muốn ra phải tắt nó đi đã. Mà khi tắt nó, quý vị biết không, nó chán lắm. Nó chán phèo, nó chán như cơm nếp nát này, nó boring. Im ru bà ru, không thấy gì hết rồi. Ngồi thiền mà im ru rồi cũng không thấy gì hết, chả thấy gì cả. Chán. Chính vậy chứ tổ mới lập ra các phương tiện, lạy Phật, sám hối, làm đủ chuyện hết. Thì khi làm những cái đó, mình thấy, dạ, yeah, hôm nay tôi có tu nha. Tu đổ mồ hôi, bớt đi vài ba thao. Hả? Còn mà ngồi im ru bà ru là chán lắm. Chính vậy cho nên mình cần cái hình tướng đầu tiên. Thì trừ khi nào mình sang cái tam hiền đó, mình đã hiểu được cái chân như nó là cái gì rồi, thì mình, các vị tổ đó chui vào rừng núi, ngồi trong cái khe núi nào không ẩn ai biết nữa, mà lặng lẽ tìm về, trở về cái chân như của mình. Còn mình chưa được cái đó thì mình phải cần tới những cái nơi đạo tràng như vậy để mình tu học, tu hành, nương theo cái lực của đại chúng, gọi là chúng đức như hải. 10 điều lợi ích tu thiền thì hôm qua mình học tới đó, thì hôm nay còn 2 cái là 7 phép quán và cái chót là pháp môn niệm Phật. Trong suốt cái buổi giảng ở đây tôi hay xài cái chữ ID đó, quý vị có nhớ không? ID là tôi đi hay là bà con đi? Để về dây tại vì giảng nhiều khi đang đại giảng khúc này thì nói cái danh từ của tiếng Mỹ, rồi nhiều khi băng nó chạy sang xứ khác, người ta không hiểu thầy nói tiếng gì vậy đó. Thì nhiều khi phải lâu lâu tôi phải nhớ ra mình giảng phải cho đây mà cho nhiều khác nữa, thì phải sửa lại chút xíu. Chứ ID là quý vị biết rồi, dân Mỹ quý vị biết ID rồi, ID card tức là identity card đó, tức là thẻ căn cước. Thì tiếng Pháp là carte d'identité, tiếng Đức là Ausweis, cho bà con ở xứ khác nghe. Đó. Thì nói vậy thôi. Thì cái thẻ căn cước tức là cái ID, tức là nói cách khác, ID tức là thẻ căn cước của mình hay là cái lý lịch của mình. Và tôi 3 buổi giảng hôm nay tôi nhắc lại đó, là cái mặt thật của mình, cái con người chân thật của mình, ông chủ hay là cái thực chất của mình chính là chân như, mà ta hay gọi, nói đùa danh từ là ID card đó, tức là cái thẻ căn cước của mình đó. Who are you? Anh là ai? Thì nói mình còn nói gì đó, quý vị biết Duy Ma Cật nói gì không? Duy Ma Cật, quý vị đã học Duy Ma Cật rồi, Duy Ma Cật nói gì? Duy Ma Cật im ru, không nói gì hết.
Vì không nói gì hết mà tất cả hàng thanh văn Bồ Tát khác đều đều sợ hết. Tại sao? Vào chân như rồi đó thì bật hết tất cả vọng niệm. Ngay cả mở miệng ra nói tôi là chân như thì cũng đã động rồi. Nhưng mà còn đỡ một chút, còn hơn là nói tôi là phó tổng thống gì đó, hay là tổng thống, hay là gì vân vân. Ngay cả khi mình nói tôi là chân như, quý vị có thể nói xài đỡ, nhưng mà nói như vậy đó cũng đã là xa rời chân như rồi. Cho nên đừng nói gì hết, yên lặng. Yên lặng là vàng. Silence is golden. Im lặng là vàng. Nhưng mà im lặng là khi mình ngồi thiền, mình tu đó nha. Nhưng mà khi ta hỏi đừng im lặng à. Mình im lặng ta tưởng mình câm. Ê có miệng không? Giờ bảy pháp quán. Trời, hôm nay uống nước đâu hết rồi. Giờ Ngài Mã Minh giới thiệu cho chúng ta bảy cái pháp quán. Bảy pháp quán nó gồm quán về vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, đại bi, đại nguyện và tinh tấn. Trong bảy cái này là đã có bốn cái mình biết rồi. Cái đó là tứ niệm xứ, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, bốn cái rồi. Thêm ba cái sau là đại bi, đại nguyện và tinh tấn. Quý vị thấy, mặc dù Ngài nói những cái chuyện cao siêu, nhưng mà khi tu thì vẫn không rời khỏi những cái basic, những cái căn bản của cuộc đời của Bồ Tát Đạo và ngay cả của hàng thanh văn. Quán vô thường, mình nghe nói trời chân như ghê lắm, nhưng mà ở đây nếu mình không quán chân như được thì quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhờ quán những cái này đó thì từ từ mình mới đi gần về chân như được. Còn các hạng Bồ Tát mà chúng ta học những hôm trước đó, thì khi mà ngồi thiền tâm lắng rồi, không có nói, không có chú phim gì nữa hết đó, ngay cả thấy xanh, đỏ, trắng, vàng, ánh sáng chớp chớp gì đó dẹp qua hết, đi xuyên qua những cái đó. Ngày nào mình còn đứng lại còn xem đó, là ngày đó mình chưa có đi tiếp. Cho nên quý vị tu thiền, niệm Phật, trì chú cái gì đó, thấy bất cứ cái gì cứ kệ nó, cứ tiếp tục đường ta cứ đi. Nếu mà tò mò đứng lại ngó chút xíu thôi nha, ngó 2 giây thôi, đến 1, 2, rồi đủ rồi, đi tiếp, đừng đứng lại nữa. Đứng lại là mình sẽ lạc đường, mình sẽ bị chính những cái illusion đó kéo mình đi. Mà mình người mình tu không hiểu, mình thích những cái gì nó kỳ lạ, những cái gì nó mới mẻ, cái gì hấp dẫn. Chính vì cái đó, cái tánh đó, cái tò mò đó mà nó dẫn mình đi lạc đường. Chân như nó, quý vị nhớ, chân như vắng lặng, không có hình tướng, không có âm thanh, không có hình sắc. Nếu có âm thanh, có hình sắc, Kinh Kim Cang đã dạy rồi, đó là giả tướng, hư vọng. Hư vọng tức là giả dối, không thật, đừng đi theo nó. Quý vị quán vô thường, khổ, vô ngã. Bảy pháp quán ở đây, tại sao Ngài nói về bảy pháp quán mà Ngài không có dạy chúng ta tu chỉ? Tu chỉ chỉ đơn giản, quý vị muốn tu kiểu nào cũng được. Tại tu chỉ đó, con đường mà tu hành chung là luôn luôn có chỉ quán. Chỉ quán là nó hướng dẫn mình về chân như, nhưng mà mình không thể thiếu bốn cái đầu: bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Cho nên nếu mình nói mình tu niệm Phật mà mình không tinh tấn niệm Phật là không được. Mà mình niệm Phật mà không tới chùa làm phước, hay là đi làm phóng sanh gì đó, như bao giờ ở đây có phóng sanh? Tuần sau. Đã. Phóng sanh để chi? Để mình tăng cái tuổi thọ của mình. Mình tu đó mà những kiếp trước mình sát sanh nhiều quá, trên kiếp này tu chưa thành gì hết, mới niệm được 2 tháng, mới niệm Phật được 2 tháng cái tự nhiên bị căng xe, nó chết chưa bỏ. Sao mới niệm Phật có 2 tháng sao căng xe hay kỳ vậy? Không phải lỗi tại niệm Phật, tới ngày giờ cái nghiệp sát sinh nó trổ ra,
thì mình phải bệnh phải chết, chứ không phải tại mình niệm Phật. Niệm Phật nhiều người không hiểu cái đó, ủa tôi mới tu có chút xíu tự nhiên bị căng xe nè, rồi bị đủ thứ bệnh ra ghê quá, thôi không tu nữa, càng chết nữa. Khi mình tu á là mình đang làm cái mới, còn cái mà mình bị đó là đang trả cái quả cũ, chứ không phải là tại vì tôi đang làm cái này tự nhiên trả cái quả bị cái kia, quý vị hiểu không? Đó là cái lý do mà nhiều người tu rồi tự nhiên cái là làng lên đổ lỗi tại tôi tu nên đổ nghiệp. Phải, nghiệp đó là tại vì mình đã tạo từ nhiều kiếp trước, là tới ngày tới giờ nó chín mùi thì nó trổ ra. Còn mình tu là may mà anh tu nó không tu rồi còn chết sớm hơn nữa. Tuần tới có phóng sanh, người nào mà sợ bệnh sợ chết á mà đi phóng sanh không được á thì đưa tiền cho cái này, mình phải cúng dường nha, mình đưa tiền nhờ người ta đi phóng sanh giùm mình. Còn quý vị cúng dường tiền để chùa xây đó, nó không phải là thầy xây, mình xây chùa, mình góp công để mà xây cái ngôi tam bảo đó. Mình phải nhìn thấy cái duyên trùng trùng điệp điệp đó, chứ đừng có nhìn cái chùa này ông thầy Tịnh Chí xây. Tịnh Chí không xây bao giờ đâu. Quý vị có thấy thầy ra thấy cái xác xi măng thầy xây không? Đâu có xây. Tất cả cái đó là của Đàn Na Tín Thí góp vào, và tất cả Đàn Na Tín Thí góp vào quý vị xây chùa đó. Quý vị biết một cái holding, một cái những cái hãng lớn ở đây nè, nó làm sao nó sống được? Nó bán cái gì? Share, tức là nó bán cái khẩu phần của nó. Nó nói, ê, tôi mở tiệm nè, ai hùn vô không? Quý vị hùn vô. Thì khi mà nó làm nên á, thì quý vị có tiền không? Có. Thì quý vị đóng góp vào cái chùa này. Nếu cái chùa này nó hưng thịnh, tất cả những người tới đây đang tu học, thì bao nhiêu phước đó nó thầy Tịnh Chí rủ quên chia cho quý vị đó, tự động nó chạy về quý vị. Cái đó tự động nó chia cho quý vị. Cái đó là gì không? Karma, luật nhân quả, tự động nó chia cho quý vị, không cần phải tới đó. Trên cái luật nhân quả đó, nó là một cái người kế toán làm việc rất là chính xác. Mình không thèm nhớ nữa, tự nhiên mình tới ngày nào đó mình mua vé số độc đắc, tên trúng số độc đắc nó trổ sao hết quá vậy. Phải, tới ngày giờ cái quả của mình nó trổ ra, mình đã làm tạo phước bao nhiêu lâu rồi nó trổ ra trúng, nó xảy ra như vậy. Còn nếu mình không biết bố thí cúng dường thì mình mua vé số cá cặp nè, cá bảy nè, đủ thứ hết á, đánh bao đầu bao chót bao giữa gì hết, chả bao giờ, chỉ có tốn tiền thôi. Còn mà mình làm phước bố thí cúng dường, chả bao giờ mua vé số. Hôm đó người ta dụ mình mua quá, thôi mua đại cho một tấm cho yên cho rồi, mua chơi một tấm về chung. Còn mấy cái tên mà nó mua từ cả năm này qua năm khác, chả bao giờ chúng hết, chờ dài cổ nó không bao giờ chúng, là những tên đó đâu bao giờ biết bố thí cúng dường. Tu chỉ tức là lắng tâm, mà lắng tâm một hồi đó thì con người không quen đó, thì tâm nó đi vào cái hôn trầm. Từ từ hôn trầm tức là nó ngủ gục và nó hết biết gì hết, tức là nó ngồi thiền một hồi đó không khéo nó ngáy. Vẫn ngồi mà vẫn ngáy, rất là nguy hiểm. Cho nên chính vì vậy tu chỉ phải, khi mà bắt đầu thấy nó bắt đầu nó giật lên giật xuống á, thì phải mở mắt ra quán. Quán tức là quán sát tư duy cho nó work một chút xíu. Mà tắt máy lâu quá nó nguội quá, cái nó tắt luôn rồi. Nếu như quý vị biết ở đây ai xài computer đó, quý vị biết, quý vị mà đang làm bài xong cái phải cần có việc gì phải đi á, thì quý vị cho nó standby thôi. Và cho nó standby tức là quý vị standby rồi, cho nó ngừng chút để khi mình trở vô cái nó bật lên liền đó. Nhưng mà mình standby lâu quá, mình tính chừng 5 phút mình trở lại, nhưng mà ai mình đi hồi mình đi tới tối mới trở lại, đêm mới trở lại, thì cái máy nó còn standby không, tắt luôn rồi, ngủ luôn nè, mình phải restart lại đó. Thì standby chút xíu thôi, xong nó phải tới gõ một cái thì nó làm gì, giật lên đó, quán là vậy đó quý vị, dễ không? Quán là vậy đó, tức là mình phải chỉ quán song hành,
mình alternate nó, thì cái tâm của mình đó, cái tâm của chúng sinh đó, nó rất là chán, nó luôn đi tìm cái sự kích thích, cái stimulant, cái kích thích. Đúng rồi, nó buồn lắm quý vị, buồn lắm. Ngồi nhà yên lặng, yên quá không biết làm gì, cái là quý vị biết rồi. Hoặc là gọi telephone, đi chơi hay làm gì đó, thì cái tâm đó, nó chỉ, tức là đừng đừng tắt máy, không cho nói gì hết, ngồi yên. Mà ngồi yên thì rất là khó. Hôm qua quý vị cho quý vị ngồi còn mấy giây thôi, mà ngồi yên hơn nữa là quý vị sẽ chịu không nổi. Chính vì vậy chư tổ mới chế ra những pháp môn như tổ đại sư Thiên Thai, tức là Chí Khải đại sư tu theo pháp pháp Hoa đó, ngài chế ra cái pháp môn gọi là lục diệu pháp môn, tức là sáu cái pháp môn tu tu thiền. Tức là đầu tiên đó, là phải sổ tức đêm, ngồi thiền đêm, hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, để cho cái tâm nó có cái chuyện để nó làm. Còn bảo nó ngồi yên đi, đừng làm gì hết, ngồi yên là không làm gì hết nữa. Ok, ngồi yên nè, 2 giây thì được, 3 giây được, 5 giây được, nhưng mà bắt đầu chừng hơn 5 giây nó bắt đầu nó ngó, mà bắt ra ngó người bên cạnh mà làm gì nữa. Mà bắt ra ngó ra là làm gì hết, ngó tới ngó lui, nó đã rồi bắt đầu nghĩ nó sẽ ngồi gì buồn quá, bo quá. Quý vị thử, quý vị về thử thử coi, thử thử bo lấy mình thử coi, coi nó làm sao, chán kinh khủng. Thì chính vì khi chán như vậy, chứ tổ mới chế ra sổ tức đến theo dõi, thì tâm nó có đối tượng,